Hôm nay tôi đã cài mod làm cho tôi trở thành Ant-Man. Và liệu bộ giáp này mạnh hay yếu? Thì đây chính là câu trả lời. Một hôm nọ, tôi đi tham quan phòng thí nghiệm như bao người khác. Trong phòng thí nghiệm đã có một thứ gây ấn tượng đối với mọi người bao gồm cả tôi. Và đó chính là bộ giáp Ant-Man. Không hiểu sao ông tiến sĩ lại nhìn tôi là một người có tiềm năng, nhưng mà ông không biết tôi là hàng thiểu năng, nên ông kéo tôi đi. Chưa kịp làm gì thì tiến sĩ đưa cho tôi bộ giáp Ant-Man hàng riêu và nói: "Mày là người được chọn để giải cứu thế giới." Ok. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Xin chào mọi người. Thì anh em đã biết rồi đó, tôi có được bộ giáp này bằng một cách thần kỳ nào đó từ tay tiến sĩ. Thì đến giờ tôi vẫn chưa biết cách giải cứu thế giới là giải như thế nào. Thế nên là hôm nay tôi sẽ cho anh em coi sức mạnh của bộ giáp này mạnh đến cỡ nào. Và hiện giờ tôi đã mặc bộ giáp này vào đấy, khá là ngầu. Bây giờ tôi sẽ sử dụng kỹ năng của Ant-Man. Đây, tôi đây. Sau khi đã biến nhỏ, holy shit man, nhỏ thật sự luôn ấy. Wow, giờ là không ai thấy tôi cả. Amazing. Giờ tôi vào lấy xe của tôi coi ra sao. Nope. Mở cửa. What the f. Hình như là nó thấy tôi là người tí ho nên là cái bộ phận cảm biến đó không phát hiện. Để coi tôi sẽ tìm một cái chỗ gọi là tôi có thể chui vào được không nhỉ. Tôi sẽ chui vào đường ống này vậy. A few minutes later. Thì đây chính là chiếc xe yêu thích của tôi. Và giờ nó to vãi, nó to hơn tôi luôn mọi người ạ. Sở dĩ là tôi không biến thành lại người thường thì vậy nó không có vui, nó mất vui đi mọi người ạ. Giờ tôi sẽ lên, không biết tôi có lái được hay không đây. Mong là tôi sẽ lái được. Ui, tôi có thể lái được mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy kiểu như là tôi lái như xe ma vậy đấy mọi người. Không ai biết tôi hết. Ủa, nó không sợ luôn kìa. Come on. Giờ là không ai thấy tôi cả, cho nên là sẽ đi thử sức mạnh của bộ giáp này. Wow, anh em có thể thấy hình như là bộ giáp này đã được nâng cấp rồi thì phải. Nó có thể chạy nhanh hơn. Oh my god. Ui, một hit mọi người ạ. Có vẻ là tôi đã quá mạnh rồi. Hình như tiến sĩ đã quá xuất sắc trong việc nâng cấp bộ giáp này lên. Đấy, thấy chưa? Một hit thôi. Chạy. Wow. Ui. Oh my god. Bộ giáp đã bảo vệ tôi. Bộ giáp khá là chắc chắn. Có ổn em? Để tôi giúp mày ra khỏi đó. Nhanh thật sự. Ui, tôi nhảy cao được nữa này. Đấy là sức mạnh đấy. Ui, sao tôi mạnh thế nhờ. Tôi có thể nhảy cao hơn người thường luôn ấy. Mà trong khi đó là tôi là nhỏ. Thì anh em cũng biết rồi đó, tôi rất thích đi biển luôn ấy. Cho nên là tôi sẽ ra bãi biển coi sao. Rồi, với cái vận tốc này tôi sẽ đi một chút xíu là tới rồi. Kiểu như là tôi mang bộ giáp này, mọi người chỉ là tưởng là cosplay thôi, cho nên là không ai để ý cả. Sợ tao này, cái đồ với tao nha. Tôi có thể bơi được. Mọi người, bộ giáp này có thể đi xuống được dưới nước luôn ấy. Thôi bơi lên. Xem mấy cày này ở đâu nhờ. Ôi, cảnh sát đậu xanh. Mấy này cay thế nhờ. Ủa, nó thấy tôi luôn kìa mọi. Mày thấy tao. Come on. Tới đây. Mày sao? Come on. Này thì thấy tao. Nó đâu bắn được tôi đâu, thấy không? Tôi chạy khá là nhanh và tôi khá là nhỏ nên là nó không có làm gì được tôi hết. Mày láo. Tới đây hết đi, bơi tới đây hết đi. Mày tới đây. Đấm cái nữa nè con. Ui, nó ra nước luôn. Ra nước còn không tha này. Mấy nãy khinh thường tôi thế nha. Thêm cả bay tới luôn kìa. Bắn trúng đâu, đừng có bắn nữa. Bắn có trúng đâu. Ổn không? Có ổn không? Nói tiếng. Tao làm gì đâu mà té dưới thế. Bắn không trúng, bắn riết cây thế nha. Sức mạnh nhảy của tôi chỉ có nhiêu đấy thôi. Không nhảy cao được. Có thể làm choáng mấy hàng dưới đất. Mày lão. Bố lão. Rồi, thấy được tao chưa? Có bắn trúng không? Ổn không? Bắn được, bắn nha. Thôi, nhưng mà đáng tiếc là tôi không mất máu mọi người ạ. Tao biến thành người thường, bắn còn trúng đấy. Bắn hộ tao cái luôn. Tôi phải có một cái kỹ năng nào mà tôi có thể làm gì được cái máy bay này chứ nhờ. Ôi, tôi mới khám phá ra kỹ năng mới này. Bộ giáp này đúng là siêu việt thật sự, coi này. Wow. Nhưng mà vẫn chưa làm gì được chiếc máy bay trực thăng đó nha. Oh my god. Ui, có vẻ là tôi đánh không lại rồi mọi người ạ. Nó quá đông luôn, tôi sắp hết máu luôn rồi. Mọi người có thể thấy. Oh my god, thôi. A few moments later. Liệu bộ giáp này có chống lửa hay không? Với sức mạnh như vậy mà không chống lửa thì toàn mất. Wow. Chống lửa thiệt mọi người ạ.
tôi chỉ mặc đồ cosplay thôi mà sợ thế. Giống như anh bạn này đây, rất là bình tĩnh khi gặp tôi. Đâu có gì phải sợ đâu đúng không? Tôi làm gì bạn đâu. Oh. Chơi đồ tí không bạn ơi. Anh em hãy nhớ đó, mình là siêu anh hùng, không nên chơi những đồ xa đạ như thế. Ui, sao vị này lạ thế nhỉ? Tôi đã về nhà rồi đây. Sau một buổi gọi là quậy phá với bộ giáp siêu siêu mạnh này, tôi có cảm giác là bộ giáp này nó chưa phát huy hết sức mạnh của nó hay sao ấy. Cho nên là tôi cũng đi chợ về một chiếc xe để tôi nghiên cứu mọi người à. Thấy nó hợp lý không? Anh em đừng có đánh giá tôi nhé. Siêu anh hùng thì siêu anh hùng thôi, nghèo thì vẫn cứ nghèo dai dẳng. Là trong buổi tối hôm nay tôi sẽ nghiên cứu về bộ giáp này, liệu còn cái thứ gì mà tôi bỏ sót không. Sau một đêm nghiên cứu trong xe, tôi thấy nó khá là bí luôn ấy, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nghiên cứu và tôi tìm được một sức mạnh gọi là oh my god luôn. Thì đây, tôi sẽ cho anh em xem. Amazing luôn, thật sự luôn ấy. Tôi đã biến to lên rồi này. Wow. Không chỉ có biến nhỏ mà tôi có thể biến to lên. Và tôi chạy cũng khá là chậm, nhưng mà không sao. Tôi vẫn giữ kỹ năng nhảy cao được. Oh my god, tôi có thể làm cái gì với sức mạnh này thế nha. Ôi giời, nhưng mà nó vẫn đấm ok đấy. Mày sao? Ui, à, liệu tôi có nhấc được con này lên không? Nhấc nó lên, nhấc nó lên, nhấc nó lên. My god, holy shit man. Mày xạo, này thì xe đẹp hơn tao nhá. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Ôi cảnh sát, bộ lão riết quèn mày. Càng lớn thì kỹ năng của tôi càng tăng lên ấy. Tôi có thể nhảy cao lên gấp đôi này. Khá là cao luôn ấy, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, cao thực sự. Và tôi có thể nhấc bổng được một cái gọi là chiếc xe. Để tôi chọn chiếc xe khác chứ không phải đơn thuần chỉ là người nữa. Mấy cảnh sát này không biết lượng sức. Mày xạo không biết lượng sức hả con? Liệu tôi có leo lên xe được không nhỉ? 10 seconds later. Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi có thể nhảy lên và leo lên xe. Khá là ok chứ nhỉ. Nói chung là người khổng lồ cũng phải cần xe. Làm sao nó leo lên xe được nhỉ? Ôi tôi hết leo lên xe được rồi. Ôi xe của tôi. Cày thế mấy thằng cảnh sát này cứ bắn tôi ấy. Liệu tôi có kỹ năng mới không đây? Ôi cái gì cái? Kỹ năng mới đấy mọi người. Oh my god, oh my god, oh my god man. Liệu tôi có xử được mấy cái chiếc máy bay này không đây? Đấy anh em có thể thấy tôi đã tính trước rồi. Cho nên là tôi đã nâng cấp nó lên một cách là có thể tiêu diệt được những chiếc máy bay trên không ấy. Nữa mấy chiếc máy bay nữa. Đấm mày xuống nè con. Này thì bố láo riết quen này. Anh em có thể thấy trên bản đồ khá là đông người đúng không? Tôi sẽ sử dụng lại kỹ năng này lại lần nữa cho anh em xem. Đấy, tôi có thể nhảy lên và đáp xuống, làm cho mọi thứ nổ tung. Tôi sẽ thử chạy tới tòa nhà kia. Đấy, tôi lên được này, lên được, lên lên lên. Ui, không được rồi, chưa. Rồi, 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 rồi. Ôi, amazing luôn. Còn tòa nhà này thì sao? Come on, ui, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Ui, không ổn rồi. Ui, tôi nhảy cao thấy. Ui, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đây, tôi đã chinh phục căn nhà cao nhất. Giờ tôi đã làm bá chủ của thành phố này. Tôi sẽ lấy thử chiếc này. Come on. Mày đâu? Máy bay đâu nhờ? Năm sao rồi, năm sao rồi, come on. Mày bổ láo. Nổ luôn. Mượn chiếc xe, mượn chiếc xe. Trời. Trời. Ôi. Ôi, cái thằng này vẫn không sợ. Ui. Hồi nãy, chưa. Chậu thế. Mày đỡ hộ tao luôn. Xe này mà mày đỡ hả? Mày xạo, ui chưa té luôn kìa. Come on, ui. Ừ, té rồi. Tao nói đưa tao sớm đi, không chịu đâu. Holy shit, man. Ôi, tao có thể leo lên này. Ơi, cái đầu tao to quá. Good. Đấy, tao nói rồi né đi, không chịu đâu. Cứ đi gần á. 8:01 PM. Hey, đúng là một ngày mệt mỏi. Nói chung là tôi cũng đã khám phá được sức mạnh của bộ giáp này rồi. Và tôi cứ quên cái điều gì ấy. Mày là người được chọn để giải cứu thế giới. Tôi không biết gì đâu nha mọi người. Và đây là sức mạnh của bộ giáp Ant-Man. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.